Volvo 130 là phiên bản nâng cấp của mẫu xe ST9675 Euro 2 đã hết hàng. Nó có nhiều cải tiến, ví dụ như động cơ mạnh mẽ hơn, thùng hàng lớn hơn, bên trong nội thất nhiều trang bị hơn, tất cả đều hướng tới sự tiện nghi mang lại hiệu quả kinh tế cho người sử dụng. Không để quý vị phải chờ đợi lâu, ngay bây giờ là video giới thiệu về mẫu xe Volvo 130 Euro 4 đời mới. Mời mọi người quan sát về phần mặt trước cabin thì nó vẫn sử dụng cabin cũ, cabin hổ vồ được tập đoàn CNHTC sản xuất và lắp ráp. Tuy là mẫu cabin cũ nhưng cái loại này nó vẫn đem lại một cảm xúc thị giác rất là tốt. Đâu đó thì phần sơn có phần bóng bẩy và mịn màng hơn so với mẫu xe Euro 2. Mà phần thị giác chúng ta thấy ngay được đó là thay đổi một chút về phần tem logo ở phía hai bên hông cánh cửa. Logo này có phần hiện đại hơn và cũng đẹp mắt hơn. Một điều mà chắc chắn nhiều bác tài quan tâm đó là thùng hàng thì Volvo 130 có kích thước thùng hàng đó là 6m2, rộng 2m35 và cao 2m15. Chiều rộng của thùng thì đã tăng thêm 10cm so với mẫu xe Euro 2 ngày trước. Vì vậy, giúp thùng hàng của Volvo 130 có thể chở được nhiều loại hàng hóa, đa dạng các loại hàng hóa, đem lại hiệu quả kinh tế tốt hơn cho người sử dụng. Thùng hàng thì được chia làm 7 bửng các bác ạ, giúp các bác có thể bốc xếp hàng hóa, di chuyển hàng hóa một cách đơn giản và linh hoạt. Ở ngoài bửng thì đều đã được bọc inox các bác nhá. Những trụ bửng đều được làm bằng thép U, rất là chắc chắn. Từng mối hàn ở phần bản lề rất là tỉ mỉ. Phần bản lề đều được dập nổi logo của TMT, cho thấy đây là thùng của nhà máy sản xuất, đạt chất lượng rất là cao. Về hệ thống lốp thì Volvo 130 sử dụng cỡ lốp đó là 825-20. Theo em thấy thì cỡ lốp này thì hơi nhỏ so với chiếc xe. Nếu mà nó sử dụng cỡ lốp 900-20 thì xe nó sẽ chạy ổn định và khi chúng ta chở hàng sẽ ít bị chồng chành hơn. Tiếp theo là phần động cơ. Em sẽ lật động cơ lên cho bác quan cùng quan sát nhé. Tuy cabin nó lớn như này thôi nhưng mà lật cabin lên rất là nhẹ. Các bác quan sát màu sắc của động cơ này có thể đoán được loại động cơ này không ạ? Đây là động cơ du chai các bác nhá, có công suất là 103 kW ạ. Mẫu xe Euro 2 ngày trước thì cũng sử dụng động cơ du chai nhưng mà công suất là 96 kW thôi. Mẫu xe Euro 4 này được nâng cấp động cơ mạnh mẽ hơn, công suất lên đến 103 kW. Thể tích làm việc của khối động cơ này là 4.2 cm3. Mô men xoắn đạt được là 430 Nm, đạt được tại vòng tua máy 1.300 đến 1.600 vòng trên phút, mang lại sức kéo mạnh mẽ cho xe. Đặc biệt là khối động cơ này đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 4 nữa, nên giúp khí thải của xe thải ra môi trường không bị ô nhiễm, và động cơ chạy nó cũng êm ái và tiết kiệm nhiên liệu hơn. Kết hợp với động cơ đó là hệ thống hộp số 6 cấp gồm 6 số tiến và 1 số lùi. Đó là động cơ của xe. Động cơ được cải tiến có công suất mạnh mẽ hơn. Thùng hàng lớn hơn thì giúp cho chúng ta chở nhiều hàng hơn, thì tất nhiên là động cơ cũng phải lớn hơn rồi, để cho sức kéo của xe nó cũng mạnh mẽ hơn. Tiếp đến là khung gầm của xe đi ạ. Mẫu xe Volvo của nhà máy TMT Moto lắp ráp luôn sở hữu hệ thống cầu to, nhíp và sassi dày dặn, chắc chắn, và Volvo 130 cũng không ngoại lệ. Đấy, các bác có thể thấy cầu sau rất là lớn, nhíp
2 tầng, gồm nhiều lá, mỗi bản nhíp đều rất là rộng và dày đấy ạ. Một chiếc xe 7 tấn rưỡi thôi nhưng mà hệ thống khung gầm tương đương mẫu xe 9 tấn. Dưới đáy thùng được gia cố rất nhiều các hệ thống thép hộp. Đấy. Phần sắt xi chính và sắt xi phụ chắc chắn được ngăn cách ở giữa đó là một thanh gỗ, giúp hạn chế va đập giữa hai bộ phận này khi chở hàng nặng. Một nâng cấp nữa của Volvo 130 đó là phần bình dầu và bình hơi của xe đã lên bình hợp kim nhôm, giúp cho chiếc xe có phần thẩm mỹ hơn và chất lượng hơn. Bây giờ xin mời mọi người hãy cùng lên nội thất cabin cùng em. Nội thất của Volvo 130 rất là rộng rãi các bác nhá, gồm 3 chỗ ngồi và 1 giường nằm đằng sau đấy ạ. Tất cả ghế ngồi và giường nằm đều được bọc da rồi, da nguyên bản của nhà máy đấy ạ. Và chiếc xe này đã có sẵn điều hòa. Như mẫu xe Euro 2 ngày trước không có sẵn điều hòa thì các bác tài phàn nàn rất là nhiều. Mẫu xe đời mới này đã có sẵn điều hòa rồi mọi người nhá. Và chiếc xe cũng đã có lên xuống kính bằng điện rồi ạ. Rất là tiện nghi đúng không nào? Đây, cả phần khóa, khóa cũng đã lên khóa điện rồi ạ. Rất nhiều trang bị tiện ích. Nói chung là cũng cơ bản thôi nhưng mà cần thiết cho một chiếc xe tải đúng không nào các bác? Phần cần số thì sử dụng cần số 6 cấp gồm 6 số tiến và 1 số lùi. Tổng kết lại những nâng cấp của Volvo 130 so với mẫu xe Euro 2. Đầu tiên là động cơ được nâng cấp từ 96kW lên 103kW. Thùng hàng thì có chiều rộng tăng thêm 10cm. Nội thất bên trong đầy đủ trang bị như là điều hòa, ghế bọc da, kính điện, khóa điện. Thứ tư đó là bình dầu và bình hơi đã được nâng cấp lên bình hợp kim nhôm. Và thứ năm quan trọng nhất, chắc chắn nhiều bác tài quan tâm đó là giá bán của xe. Giá bán của Volvo 130 cũng đã tăng lên các bác nhá. Giá xe cho phiên bản có điều hòa đó là 693.500.000. Mọi người có ý kiến gì thêm về mẫu xe Volvo 130 này thì hãy để lại bình luận của mình ở phía dưới. Và đừng quên đăng ký kênh để xem những video tiếp theo thường xuyên hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.